Wow, bây giờ mình sẽ xúc cát các bạn ơi, ở đây có một đồng cát rất là to luôn các bạn. Ui, xúc cát này. Ui, ui các bạn ơi, hình như mình xúc phải con gì. Wow, đây 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 các bạn ơi, ui. Ui các bạn ơi, ở dưới đống cát này có một con gì thế này. Ui, ui các bạn ơi, con gì to lắm. Đây để mình sẽ giải cứu lên xem nào. Wow, mình lấy cái đầu xúc này mình sẽ xúc lên nhá các bạn nhá. Ui, không biết con gì đây. Ui, ui cái chân nó động đây này. Wow, con gì nó làm ở dưới đấy các bạn ạ. Ui, ui các bạn ơi, ui con gì khổng lồ thế này. Wow, các bạn ơi, con gì nó làm ở dưới cát đấy. Ui các bạn ơi, nó nhảy rồi. Wow, mình lấy cái máy xúc mình đuổi theo thế nào. Gì. Ui, mình mang cái máy xúc của mình đuổi con ếch các bạn ạ. Ui, phát hiện ra một con cua màu xanh này. Xem, mình lái xe ô tô đi chơi đây các bạn ơi. Gì. Ui, ui các bạn ơi, mình phát hiện ra ở trên cái đống cát này có một con ếch màu đỏ này các bạn ơi. Ui, con ếch rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, chà, đây nè, con ếch đẹp chưa này các bạn ơi. Mình cả, ui, con ếch nó nhảy nhanh thế các bạn ạ. Wow, nó nhảy ra đây rồi. Không biết là thế nào để bắt được con ếch này các bạn ơi. Nó nhảy, ui, đấy. Nó nhảy ra gần cái bờ hang rồi các bạn ạ. Ui, một đàn, ui thôi các bạn ơi. Thôi, nó nhảy mất xuống hang này của mình, dục của mình rồi các bạn ạ. Bị mất con ếch rồi. Con ếch đẹp quá các bạn ạ. Wow, bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ lấy ô tô để mình đi tìm tiếp nhá. Uầy, dèm núi lại nào. Thôi, xin. Bị mất một con ếch rồi, tiếc quá các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lái xe đi xem có gặp các bạn con vật nào không các bạn nhá. Wow, ui các bạn ơi. Ui, mình lại gặp một con cua màu xanh này. Uầy, một con cua màu xanh. Ui, đẹp chưa này các bạn ơi. Wow, mình bắt giải cứu cho lên ô tô của mình. Mình sẽ chở đi chơi các bạn. Rồi, đi tiếp thôi nào. Din. Hay quá các bạn ạ. Ui các bạn ơi, ở đây lại có một con cua khổng lồ luôn. Wow, ui, một con cua tiếp này. Ui, các bạn ơi, một con cua màu xanh nữa này. Ui, wow, nó nằm yên ở trên đường các bạn ạ. Ui, nó nằm nó phơi nắng ở đây các bạn ơi. Wow, để mình xem nào. Ui, các bạn ơi. Wow, này các bạn ơi, mình giải cứu được một con cua màu xanh to chưa? Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Ui, chó xe này của mình các bạn ạ. Wow, nhiều chưa? Rất nhiều các bạn cua, bị cua hẹp luôn. Mình sẽ đi tìm tiếp nhá. Đi, cái trên này thế nào? Nhiều quá. Ủa đây quá. Đây rồi, mình đã thích điện ra quá. Ui các bạn ơi, ở đây lại có một con cua màu vàng nữa làm đi ở đây này. Wow, xe của mình đến là nó dương hai cái càng lên đấy, nó phòng phủ các bạn ạ. Wow, đã cứu được thêm một con cua màu vàng nữa. Ui, nhiều cua thế. Hai xanh một vàng rồi. Nào, tiếp tục mình sẽ đi tìm tiếp nhá. Gì? Nhớ đây xem nào. Ui, mình đi vào trong cái ngõ này xem. Wow, vào trong cái ngõ này tìm xem có thấy các bạn cua tiếp không các bạn ơi. Ui các bạn ơi. Wow, ở trong này các bạn ạ. Ui, nhiều cua lắm các bạn ạ. Đây một con nữa này. Ui, to chưa này. Wow, một con cua màu vàng. Ui, nó trốn tận ở trong này. Ui, hay thật các bạn ạ. Cho lên đây. Ui, mình sẽ tìm tiếp xem ở cái khu vườn này xem có còn không các bạn ạ. Ui, cái hang này các bạn ơi. Ui, gặp một cái hang rất là to luôn các bạn ơi. Đây này, khả năng hang của các bạn cua nó bò lên đây này các bạn ơi. Hang đây này. Mình thử sang cái khu vườn này xem, mình tìm xem. Ai, đây này các bạn ơi. Ui, vừa đi vào cái khu vườn này mà thấy một con cua màu xanh luôn này các bạn ạ. Ui, to lắm các bạn ạ. Wow, một đàn cua liền các bạn ơi. Ui, đây rồi, cho vào đây các bạn ạ. Wow, mình lái xe gọn vào đây các bạn ạ. Lái xe gọn vào đây, mình sẽ đi vào cái khu vườn này mình tìm nhá, xem bên trong này xem có còn không. Wow, khả năng. Ui, đây rồi các bạn ơi. Ui, mình phát hiện ra ở chỗ này có một cái gì luôn, nó động ở đây rồi các bạn ơi. Ui, một con cua màu xanh. Ui, một con cua màu xanh nhạt này. Wow, đẹp chưa này. Đấy các bạn ơi. Ui, hay chưa. Ấy, mình bị cắp rồi, đau rồi các bạn ạ. Ui, trốn nhanh thế. Ui, cua rất là to luôn các bạn ạ. Cua lại đẹp nữa. Wow, cho vào ô tô này của mình các bạn ạ. Nhiều thế nhỉ. Mình tiếp xem nào. Ui, có con gì nó nhảy ở đây các bạn ạ. Đấy, đâu rồi. Ui, đấy. Ui, con gì các bạn ơi. Ui, nhảy nhanh thế. Wow, ui các bạn ơi. Con gì nó nhảy mình lại phát hiện ra. Thế được một con cua màu xanh thế này. Ui,
con này màu xanh dương này. Wow, trốn ở đây. Wow, con cua này nhỏ thôi các bạn ạ. Hay, hay quá. Nhiều các bạn con vật ở khu vườn này thế các bạn ơi. Không biết có còn không. Wow, tìm ở trong này xem nào. Ui, hay thật các bạn ạ, xem nào. Ở dưới cái xô này xem nào. Ui, không có con gì. Đi tìm tiếp nhá, vào trong này xem. Tìm cái con gì nó vừa nhảy rất là nhanh luôn ở trong này các bạn ạ. Ui, đấy, mình vẫn nghe tiếng ở đâu rồi các bạn ạ. Ui, mình nó chạy đâu mất rồi ấy. Wow. Đây, tìm ở cái khu lá cây để xem. Bây giờ mình sẽ bới lên xem nào nhá các bạn nhá. Wow, mình sẽ giữ cái đây đống lá cây để ra xem có không. Ui, nhiều các bạn, trâu lắm các bạn ạ. Ui, đấy. Nhiều con gì nó nhảy to lắm các bạn ạ. Ui, đâu rồi, ui, nó chạy đâu rồi các bạn ơi. Ui, kia rồi, nó chạy ra đấy các bạn ạ. Ui, nhiều chưa này. Ui, các bạn ơi, các bạn ốc sên to chưa này. Wow, hai con hiền, đây. Đây, lại có một con cua màu hồng nữa này. Ui, nhiều thế các bạn ạ. Cho vào đây, cho vào xe này của mình. Ui, nhiều lắm các bạn ạ. Wow. Ui, đây, kia lại có một con cua màu vàng nữa các bạn ạ. Ui, nó bò vào đi này các bạn ạ. Có mình đến là nó bò đi đấy. Chạy nhanh thế. Wow, bắt được đây rồi, lại là cứu thêm một con cua màu vàng nữa này các bạn ơi. Ui, nhiều cua chưa. Tiếp xem nào, kiểu gì ở đây vẫn còn các bạn ạ. Rất nhiều các bạn ốc sên, các bạn cua, biết có còn không. Ui, nhìn gì đối ra các bạn ạ. Tìm kỹ trọng ai ở đây. Đây rồi, ở dưới tường này các bạn ạ, lại có một con cua nữa đây này. Đấy, một con cua màu vàng nữa này các bạn ạ. Ui, hay chưa. Đấy rồi, bắt được đây rồi. To quá các bạn. Mình cho vào đây các bạn ạ. Ui, nhiều quá các bạn ơi. Tiếp nhá, khu vườn này nhiều các bạn con vật quá các bạn. Đã cứu mãi mà chưa xong. Vừa thấy có mấy cái con trâu nó nhảy vào đây rất là nhanh luôn các bạn ạ. Wow, mình sẽ bới trong con này xem nào. Ôi, đấy. Ui, nhiều lắm. Nhảy xôn xao liền luôn các bạn ơi. Wow, nó nhảy hết vào trong cái khe tường trong kia rồi. Mình sẽ quay ra, mình sẽ đi tìm tiếp xem nào. Wow, ở đây mình là nhìn thấy một con cua màu hồng nữa các bạn ạ. Đây này, một con cua màu hồng đang bò ở đây này các bạn ơi. Ui, bắt được đây rồi. Wow, thêm một con cua màu hồng nữa. Cho lên xe này của mình. Đấy, nhiều chưa. Khả năng khu vườn này của mình hết rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lái xe đi ra ngoài đường nhá. Đây, xem. Tiếp thôi. Đi tìm các bạn con vật tiếp thế nào. Wow, đi thôi. Đang ngó này xem nào. Ui, ra ngoài đường này, nắng to quá các bạn ạ. Chắc là hết các bạn con vật rồi. Bây giờ mình sẽ chở các bạn con vật để mang, mình sẽ mang về nhà đây. Giờ mình sẽ đi về đây, mình sẽ chào các bạn nhá.